Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Như Ý nha. Sẽ có một số hoa giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình những dòng siêu bông nha. Rồi anh chị. Dạ rồi anh chào anh Thái, chào cô chú chị đang theo dõi video của em. Thì địa chỉ của em nằm ở Tân Khánh Trung, Lấp Giò, Đồng Tháp. Số điện thoại cũng như Zalo em là 0707069939. Thì anh Nam Zalo cô chú anh chị mình những mặt hàng hoa giấy ghép nhiều màu, rất mong cô chú anh chị mình sẽ xem những hộp video của em. Rồi không lâu thời gian của mình, em lên ngay cho mình mã số 1 cô chú anh chị. Tán em đó là 65, chiều cao là 80. Quần là quần 18, ở mã số 1 này em có cho mình là hồng lửa, hồng tiết, trắng tiết, tím pháp của chú anh chị, red pizza, 5 màu hả của chú anh chị. Mã số 1 này em nhận luôn của chú anh chị mình với cái mức giá là 270.000. 270.000 cho mã số 1, mỗi cái cây hiện địa bao ship cho mình đến tận nhà luôn hả của chú anh chị. Mã số 1 270.000. Theo em lên cho mình mã số 2 của chú anh chị, một cây cành vàng lá ngọc đỏ. Thế nghe em ra cho mình là 55, chiều cao là 72, hoành là hoành 13, mã số 2 của những gì cành vàng lá ngọc đó. Em nhìn luôn mình là 220.000 cho mã số 2, một cây cành vàng lá ngọc đó. Tiếp theo em lên cho mình mã số 3 là một cây ghép hai màu của chú gì trắng tiết và hồng tiết. Tiếng em đo cho mình là 55, chiều cao là 65, hoành là hoành 13, mã số 3 của chú anh chị. Hồng tiết nó sắp hơi rụi tàn không chú anh chị. Được rồi, mã số 3 này em nhận luôn của chú anh chị mình là 230.000. Thêm lên cho mình mã số 4. Cây mini siêu bông anh chị em. Tiếng em đo là 45, chiều cao là 55, hoành là hoành 10, đỏ lửa hồng gân tiểu Ấn Độ của chú anh chị. Em nhận luôn mã số 4 này với cái mức giá là 200.000. Mã số 4. Thêm lên mình mã số 5. Tiếng em đo cho mình là 60, chiều cao là 80, hoành là hoành 17, mã số 5 của chú anh chị. Mã lai trắng và mã lai tím, tím pháp của chú anh chị, 3 màu. Em nhận luôn mã số 5 này với cái mức giá của nó là 260.000. 260.000 cho mã số 5. Tiếp theo em ra cho mình mã số 6. Tiếng em ra cho mình là 50, chiều cao của nó là 80, hoành là hoành 15, mã số 6 của chú anh chị, red pizza, tím pháp và hồng lửa của chú anh chị. Mã số 6 này em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 260.000. 260.000 cho mã số 6. Thêm là mình mã số 7. Tiếng em ra cho mình là 60, chiều cao là 75, hoành là hoành 12, mã số 7 đem có cho mình là hồng tiết, trắng tiết của chú anh chị, 2 màu. Em Zalo mã số 7 này với cái mức giá của mình là 320.000. 320.000 cho mã số 7 của chú anh chị. Thêm lên mã số 8. Tiếng em đo cho mình là 70, chiều cao là 90, hoành là hoành 17, mã số 8, ở đây có trắng tiết, hồng tiết. Em Zalo là với cái mức giá của nó là 370.000. Alisa. Alisa là được 3 màu, mã số 8 370.000. Theo thì em cũng lên cho mình mã số 9. Tiếng em đo cho mình là 60, chiều cao là 80, hoành là hoành 20, mã số 9 ở đây em có cho mình là hồng gân, đỏ lửa và mã lai trắng, 3 màu. Mã số 9 của chú anh chị. Giao lưu với cái mức giá là 350.000. 350.000 cây mã số 9, 3 màu. Thêm lên mình mã 10. Một cây tím tiết. Tới ngang anh đo là 50, chiều cao là 70, hoành là hoành 14, mã số 10 này em Zalo là với cái mức giá là 300.000 cho mã số 10. 300.000. Thêm lên mình mã số 11 là cây ngũ sắc thái 5 màu. Tới ngang em đo là 70, chiều cao là 1m, hoành là hoành 15, mã 11. Cây ngũ sắc thái bao gồm màu đỏ, màu cam, màu vàng, giáp phất hồng và hồng sen. Mã 11 này em Zalo của chú chị mình là 380.000.
cứng bắp chân của anh Giang. Thêm lên mình mã 12 là một cây Red Pizza. Tháng em đo là 47, chiều cao là 75. Cây một rễ lực của anh Giang. Hoành là hoành 19, mã 12, cây Red Pizza. Giao lưu của chú anh chị mình là 270.000. 270.000 cho mã số 12. Thêm lên mình mã số 13. Tiếng em đo là 55, chiều cao là 70. Hoành là hoành 9, mã 13. Hồng tiết và trắng tiết. Em giao lưu mình với cái mức giá của nó là 230.000 cho mã số 13. Thêm lên mình mã 14. Tiếng em đo là 60, chiều cao là 80. Hoành là hoành 15, mã 14 có tím bướm, mã lai trắng và trắng tiết. Hồng gân. Hồng gân, 4 màu. Mã 14 này em giao lưu chú anh chị mình là 360.000. 360.000 cho mã số 14. Thêm lên mình mã 15. Tiếng em đo là 60. Chiều cao là 85. Hoành là hoành 15. Mã 15 ở đây thì có cho mình là hồng gân, cam lửa, thái vàng của chú anh chị. Nó bị chóc da nhẹ của chú anh chị. Mã 15 này em giao lưu của chú anh chị mình với cái mức giá là 330.000. Thêm lên mình mã 16 là một cây tím tiết. Tiếng em đo cho mình là 66, chiều cao là 70. Hoành là hoành 12, mã 16 giao lưu của chú anh chị mình với mức giá là 280.000. Cho mã số 16. Tím tiết siêu bông anh chị em. Thêm lên mình mã số 17 là cây sông ngôi cam của chú anh chị. Mahagani. Tiếng em đo là 47, chiều cao là 85. Hoành là hoành 10. Mã 17 em giao lưu mình với cái mức giá của nó là 340.000 cho mã số 17. Thêm lên mình mã số 18. Tiếng em đo cho mình là 50, chiều cao là 80. Hoành là hoành 12. Mã 18 của chú anh chị tím lửa mới, tím tiết, Red Pizza, trắng tiết. Mã 18 này em giao lưu của chú anh chị mình với cái mức giá là 320.000. Hồng tuyết nữa, 5 màu siêu bông. 5 màu siêu bông, 320.000 cho mã số 18. Thêm lên mình mã số 19. Tiếng em đo là 60, chiều cao là 80. Hoành là hoành 17. Mã 19 anh em có cho mình tím pháp, hồng tiết, trắng tiết của chú anh chị. Mã 19 này em giao lưu với cái mức giá là 360.000. 360.000 cho mã số 19. Thêm lên mình mã 20. Tiếng em đo là 40, chiều cao là 70. Hoành là hoành 9, mã 20 em giao lưu với cái mức giá của nó là 230.000. Ở đây hiện có hồng tiết, dưa hấu, trắng tiết, tím tiết, 4 màu. Thêm lên mình mã số 21. Tán ngang cây là 55, chiều cao là 85. Hoành là hoành 19, mã 21 đang có trắng tiết, hồng tiết, Red Pizza. Tím pháp của chú anh chị, 4 màu, 4 5 màu. Vậy rồi mã 21 này em giao lưu của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 360.000. Vậy đây cũng là kênh của clip, thì rất cảm ơn cô chú anh chị mình luôn thương dõi những video của em trên kênh của Thái. Hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip tiếp theo. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em như ý nha.